Tài và Trường Phúc xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Tùy Cơ Ứng Biến. Tùy Cơ Ứng Biến là một chương trình hài ứng tác rất là độc đáo và đặc biệt. Khi mà đến đây thì diễn viên chúng ta sẽ phải sử dụng trí thông minh, sự nhạy bén cũng như là khả năng diễn xuất của mình để có thể xử lý những tình huống được đặt ra một cách ngẫu nhiên. Và thưa quý vị, vừa rồi các bạn vừa thấy được màn catwalk của Nam Vương Cao Xuân Tài cũng như là partner của anh ấy, đó là Trường Phúc Á Hậu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần giới thiệu khách mời. Ủa, khoan, hồi nãy là anh kêu là em ra em nói với anh là đi catwalk rồi anh PR cho em là em cũng được lắm mà sao giờ gì kì? Bây giờ anh tụt hứng rồi em. Trời đất ơi. Thôi giới thiệu khách mời. Vâng, và xin mời khách mời của chương trình, diễn viên Violence. Trời ơi, bữa nay mặc bộ đồ của anh thấy không? Dây xích, dây nhợ quá trời đẹp mà luôn. Ra còn lộn đồ. Mới đi câu cá về hả chị? Dạ không, hôm nay em thường thường là cái nết của em nó bung dữ lắm. Hôm nay em rất đai. Kìm lại, à là có dây xích kìm lại. Đai an toàn. Đó, một cái bao tay nữa cho Violence à. Và khách mời tiếp theo xin mời diễn viên Thanh Hưng. Đẹp luôn. Mà ra nét lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cười, nét lúc chào mừng khán trời giả cười kìa. Xuất sắc luôn trời ơi. Vẫn thần thái người dạ, ngợi. Một tràng pháo tay nữa cho Thanh Hưng được không ạ? Và khách mời cuối cùng xin mời diễn viên Bảo Bảo. Cái gì vậy? Lộn cho giống bé này mà tính lộn cái cổ. Mà dạo này chắc là phát tài lắm đúng không? Phát tài hả? Tại thấy phát tướng. Sai. Sai. Tôi đang giảm cân, tôi đã xuống 8kg rồi mấy bạn ạ. Trời ơi, xuống 8kg hả? Nhưng mà hôm nay anh thấy không, tập hôm nay là trai xinh gái đẹp quá mà nói gì nữa. Bây giờ vô thử thách đầu tiên của Tùy Cơ Ứng Biến. Chào mừng các bạn đã đến với thử thách đầu tiên mang tên Bạn Đang Làm Gì. Trong thử thách này sẽ có hai người đứng đối diện nhau. Một người hỏi bạn đang làm gì và nhiệm vụ của người còn lại sẽ là trả lời nhưng không hành động. Và người này sẽ là người hành động theo câu trả lời mà người kia vừa đưa ra. Và trong trò chơi này thì các bạn lưu ý là không được dừng quá 3 giây và không được lặp lại các hành động mà người kia đã nói trước đó. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Chưa thì chơi một chút xíu hiểu. Giờ nha, hai người chơi, một người đứng quan sát. Cái người này mà phát hiện một trong hai người nói sai, nói không đúng thì bắt đầu người kia nhảy vô, xong rồi thay thế vị trí người đó. Hiểu chưa? Chưa hiểu thì 30 giây bắt đầu. Bạn đang làm gì? Tôi đang tập tạ. Trời ơi, quá vậy? Tử lực sĩ. Trời ơi, diễn kỹ quá. Hay quá chị ơi. Bạn đã làm gì? Tôi đang hít đất 5 cái. Đất 5 cái kìa. Đất 5 cái, trời ơi, con bé nó muốn đi được quán ăn. Lần đầu tiên hết đất ngộ quá ha. Hít đất như đạp bóng. Bạn đang làm gì? Tôi đang nhậu. Trời ơi. Trời ơi, hay quá vậy. Trời ơi, kỹ ghê không? Uống chai rượu rồi à. Trời ơi, nhậu gì mấy con trai đàn ông sao nhậu lại. Trời ơi, xé không hay quá chị ơi. Đúng đẹo. Cùng ly với ba cho chú đi chị. Cùng ly với ba trước mặt đi rồi. Hay quá. Trời ơi, thẳng ra làm gì. Trời chị ơi, lâu quá là thua đó chị. Bạn đang làm gì? Tôi đang thùng xì dầu 10 cái. Thùng xì dầu ông lắc. Trời ơi, 1, 10 cái à. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Rồi, rồi chơi tiếp chị ơi. À, bạn đang làm gì? Tôi đang lắc vòng. Lắc vòng. Trời sao? Ê dạ. Vòng rồi, cái vòng búng trời rồi còn lắc cái dưới này hay quá đã. Ôi, dụng luôn cái vòng luôn. Trời, lắc xong quăng luôn. Đúng là tài giỏi. Rồi bạn đang làm gì? Tôi đang trồng cây chuối. Trồng cây chuối. À, đầu kia xuống đất, chân dơ lên trời. Cắt cỡ ghê.
Thôi gán đi chị, kệ đi, sợ hư đầu. Khoan khoan, nói nghe nè, như vậy là không đúng yêu cầu của người ta. Sống đúng yêu cầu. Người ta kêu trồng cây chuối là hai chân phải chổng lên trời. Là ông chổng nguyên một cái ngã ba ông lên vậy. Đó là hồi nãy là trồng rồi, cây chuối. Thua. Trồng nguyên cây chuối. Anh đã làm gì? Tôi đang lộn ba cái. Lộn mèo ba cái. Nè nè, đây nè, đây nè. Hai người này hình như bị dở hình thể á, cái này là đang lăn ba cái, lăn chứ phải lăn ba cái sai rồi vô. Tôi không biết cho giờ. Bây giờ vô nè, nó lộn. Bây giờ MC nói hay quá, MC lộn ba cái tôi coi thử. Đúng rồi. Cái này mấy bạn chơi, tôi đâu có liên quan gì đâu. Đó, đây nè. Nhìn anh tôi lộn nè. Nhìn anh tôi lộn nè. Ba cái này dài mới lộn ba cái nè. Đó ba cái nè. Ê mà sao tự nhiên hai anh em mình dở ghê á, đang ngồi dưới mà ngồi mát ăn bát vàng không chịu. Lên đây cái làm chuột bạch cái lộn hai ba vòng cho xúc sổ đổ tháo vậy. Thôi kìa, lâu lâu mình thể hiện chút đi. Nói nghe nè, đâu phải ăn tiền MC dễ. Đâu có phải là tự nhiên cái ngồi nó chấm người ta phải biết làm hết chứ. Nhưng mà khoan, ý là nếu mà hai người làm vậy là hai người thua. Vậy thôi coi như là cái game này kết thúc. Và chúng tôi xin thông báo thử thách đầu tiên, người chiến thắng đó là Dylan. Mùa hình thể là mùa của Dioland. Hay quá. Nói gì nữa giờ qua phần 2 phục thù, coi như á là bao nhiêu cái màn hình thể là Dioland ăn hết. Đó, coi như là vậy đó. Cải cách ca đơ rồi đó, diễn viên hình thể chuyên gia mà 72 phép thần thông nó lộn ghê lắm. Thì đó, nói gì nữa qua thử thách 2 phục thù, đến với thử thách 2 của Tùy Cơ Ứng Biến. Các bạn đã đến với thử thách 2 mang tên Tùy Cơ Ứng Biến TV. Và trong thử thách thứ hai này, tôi sẽ quy định sân khấu này sẽ là một màn hình TV và các bạn là những diễn viên trong cái TV này. Và nhiệm vụ của MC đó chính là đưa ra những kênh TV và các bạn phải mô tả như thế nào để phù hợp với kênh TV mà MC vừa đưa ra. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu. Hiểu thì 30 giây thử thách bắt đầu. Coi đài dự báo thời tiết đi. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Đây, miền Bắc đang rét nặng. Rét nặng. Ôi trời ơi, rét nặng quá. Miền Trung đang mưa phùn. Và miền Nam thì lại khô nóng. Và một số vùng biển khác là gió giật cấp 7, cấp 8. Và tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Bé ơi. Và các bạn, nếu có đi biển thì hãy nhớ giữ gìn tủ đạc tư trang cẩn thận, kẹo có người móc túi. Chương trình dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là quảng cáo đi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình quảng cáo. Ây da, chết rồi. Chúng ta đã lạc vào sa mạc. Đây là đâu vậy anh? Sa mạc. Đây là sa mạc. Mới vừa nói xong mà hỏi lại nữa, đây là đâu? Chết rồi, bây giờ khát nước quá. Anh ơi, chai gì kia? Chị. Trời ơi, trời cứu chúng ta rồi. Đưa đây một chai. Đây là nước gì vậy? Uống nhanh đi. Uống đi. Cái mùi nó hơi lạ lạ. Nước rửa chén, rượu con bé. Da sạch thì mát. Mát sạch ngon cơm. Đúng là nước rửa chén, thơm mát. Phim hành động. Kìa, cô gái ơi. Mình. À, cô gái bị giật kinh phong. Trời ơi, làm sao đây? Cô gái này. Cô ấy là gì? Bây giờ ai? Ai ở đây có thể cứu? Bỗng ai là người cứu cô ấy? Bỗng nhiên có hai tráng sĩ bước tới. Ai vậy? Tráng sĩ. Ai vậy? Tạm tin đây là tráng sĩ nha. Dạ, tráng sĩ đi ra. Cứu cô gái. Đây, mình ẵm đi. Và bây giờ không cứu được thì quăng cô gái bỏ. Chương trình này hành MC quá. Và hai tráng sĩ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Phim hành động sao? Cải lương. Cải lương hả? Cấp bao? Điều chi? Điều chi? Lựa bóng cao xem chi cách gì? Hả? Quang điện. Đừng điện. Quang điện. Quang điện là sao? Để xem trời ơi. Trời ơi. Dầu sôi lửa bỏng mà con này còn điều hành. Lui. Cấp bao con thấy người điệu hết nó. Tao không có biết điệu. Ôi da trời ơi bà.
mình tôi sao chống nổi cái đám này à. Dám gì bà nội. Vậy một tràng cho TV của Tùy Cơm biết. Trời ơi, coi cái TV này mà thiệt có cười là muốn sản luôn á. Cái gì mà quân địch giáp giáp chập lưới. Cái gì đâu. Rồi phim hành động cô gái chưa làm gì đâm cái học gạch. Bị hai tráng sĩ đây hả? Rồi gì mà có vụ mà chưa chân quăng cô gái vậy? Phim có Thuyết Minh làm hoàng. Làm tin là tráng sĩ nha. À nhưng mà được một cái có ý rất là nhân văn. Đó là cứu không được quăng cô gái xuống dưới cho một tráng sĩ thật sự cứu. Đúng rồi, nhưng mà tại vì hai đứa ginh không nổi. Đó làm không có đẹp. Rồi mấy giờ mình thị phạm lại đi ha. Giờ Lan nằm xuống đi có tráng khoan, sĩ khoan, thật khoan. Sự lại nữa hả? Đúng rồi, đâu có sao đâu anh. Kệ mình tráng sĩ thật sự mà. Có tiền cho anh chị thoát gì để đệm. Có nằm xuống tráng sĩ nè. Thôi mời ai mượn thì không có bận đâu. Sẵn quá đừng không nổi luôn à. Không. Rồi thôi tôi phụ nè. Xuống nằm đi bà. Rồi vô đây. Nằm đi người khúc đi. Đúng không? Mình chia nhau. Tráng sĩ em tới đây. Mà ham lắm. Cái gì vậy? Ôi rồi. Rồi nằm xuống cái giờ sự rít bánh chân bánh giày vậy. Đúng rồi. Khi trời ơi. Rồi xuống. Đó. Xin tiểu thư tự trọng. Trời. Đúng rồi, liêm sĩ gì tầm này. Liêm sĩ gì tầm này. Đúng rồi. Tráng sĩ của người ta. Đây đây. Em xuống nước giả. Em ơi, nữa mình đi chơi game mình bóp nổi máy giả. Gì đó. Trời ơi. Đụng cái máy giả này lên. Ôi. Rồi đó. Nói nghe nè. Vui quá. Nhưng mà không có thời gian cho các bạn nghỉ ngơi đâu. Chúng ta phải cùng bước qua thử thách thứ ba của Tùy Cơ Ứng Biến. Chào mừng các bạn đã đến với thử thách thứ 3 mang tên Dừng và Thế. Ở thử thách này, MC sẽ quy định một tình huống và hai bạn diễn viên sẽ phải diễn theo tình huống đó. Cho đến khi MC phát hiệu lệnh dừng thì toàn bộ hai người phải dừng lại và người thứ 3 sẽ vào chạm và thay thế một trong hai người đang diễn xuất và tiếp tục vai diễn của mình. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu chưa? Hiểu! Và nếu hiểu rồi thì thử thách bắt đầu! Tình huống đầu tiên của các bạn sẽ là hai người bạn thân đang đi chơi đá banh. Đá banh. Đá banh thì ai chơi trước? Rồi đây. Mời. Rồi. Mời. Anh đi em. Hai người đi đá banh. Đi. Không, đi đá banh chứ không phải đi thời trang. Ngày hôm nay tao sẽ làm một cuộc cách mạng để thay đổi cuộc đời mày. Cuộc đời mềm yếu của mày. Tao sẽ dẫn mày đi đá banh. Được không? Không. Thấy sao? Mày làm đi không có được, bây giờ cứ bắt tao đi. Cứ bắt tao lẻ rồi kêu tao làm thủ môn không là sao? Mày đá banh mà mày muốn banh cho người ta đá là sao? Nhưng mà tôi cho bà hỏi mày có bắt tao vậy sao tao bắt? Thì bây giờ mày đá không được, bây giờ mày cũng phải được. Từ từ, nó là cái chiếc hậu. Rồi rồi. Lại con mắt của mày. Rồi, tao đang nhìn mày đó. Mày hiểu không? Mày nhìn tao. Không, mày nói chuyện với tao, mày nhìn tao. Mày nhìn tao. Tao đang nhìn mày đó. Mày nhìn tao, mày rõ ràng mày nhìn cha bắt với xuống. Đó. Tao đang nhìn mày đó, mày đừng có hỏi. Mày nói chuyện với tao. Rồi. Mày nhìn tao. Rồi. Được chưa? Được rồi. Rồi, mày nói nè. Với cặp mắt của mày, tao sẽ huấn luyện mày thành một thủ môn tài giỏi nhất thế giới này. Ồ, hay quá vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Xong cái này, ok không? Ok, ok. Xong cái này, tao sẽ dẫn mày đi học bắn cung. Ok, ok, ok. Nha. Yeah. Mày tin tưởng cái tao bắn cung luôn hả? Tao tin tưởng. Hay quá vậy. Tao tin mày hết. Lỡ tao bắn lộn người luôn sao bé? Tao bắn lộn người thì mày ở tù. Cười quá vậy. Thì mày phải học được cái cách là phải biết ai là điểm nhấn của mình. Ok, ok, ok. Bây giờ cái giải đá banh thì nếu mà tao thắng là tao có tiền làm mắt đúng không? Đúng rồi. Tao không phải. Con mắt mày đừng có làm. Chứ làm cái gì? Con mắt của mày nên để nguyên đi. Rồi. Hiểu không? Nó lạ lắm và nó độc lắm. Đó. Ok, ok. Không, nói chuyện tao nhìn tao thôi. Tao nói chuyện. Nó đang nhìn mày á, mày kỳ quá vậy bé. Mày nhìn tao mà sao cái đầu mày ngoài kia không vậy? Nó đang nhìn mày đó. Dừng. Thay thế. Mẹ nói với con là không có được đi chơi. Bây giờ tại sao con đi trễ? Gì vậy hả? Từ
bản mà nó thanh mẹ. Bây giờ mẹ là mẹ của con. Mẹ đã nói là 6 giờ chiều phải về. Tại sao bây giờ con mới về hả Bảo? Thôi nè, thôi nè, thôi nè. Mẹ tôi chết 3 năm rồi. Thôi rồi, mẹ tôi đây. Mày cho mày trốn nhà đi. Không, con đâu có trốn nhà đi. Bà nói với con sao? Bà nói với con sao con quên rồi? Bà nói là con nói ngủ sớm rồi sáng mai lên sửa. Phụ ba làm chuyện nhà. Bà tại sao con trốn đi chơi? À, con, dạ, tại vì... Tại sao? Tại vì để con... cho nhỏ chơi chạy. Tao má mày, tao chưa la được mày mà. Con hiểu không? Con còn cái chuyện ấy bà nội lo. Dừng. Alo. Trời ơi, bây giờ cái thương hiệu qua làm gì không có được. Tôi kêu là làm một cái tượng sáp cái hình của tôi. Mà bây giờ hình giao cái hình tượng sáp thì bà bự dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi. Tôi ốm có 53 kg, anh tạo tạo cái tượng sáp cái tượng có 78 kg má ơi. Không có được nha. Anh giao thì tôi cái khác chứ không anh đền nữa nha. Cái tạp chí này ba ngày tôi không có chịu đâu nha. Trời ơi, cái tượng tôi xấu quá bé ơi. Trời ơi trời chết rồi, con mắt tao buồn ngủ vậy. Trời ơi, trời bé ơi bây giờ nè, em nghe lời chị hiểu không? Bây giờ là nè, đi hút cái mỡ má đi, cái mỡ má em đầy quá. Cái mặt em không có hậu, con mắt em bị sụp nữa. Mà đặc biệt nè, cái môi của em là bây giờ em làm nó bị hớ rồi. Hớ bà nội mày, tôi ở đâu ra? Tao là ông thổ địa. Tao là ông thổ địa ở cái đất này. Mày thỉnh tao về mày thờ. Mà tại sao mày lại chửi tao? Mày nói cho tao biết liền. Được rồi, tôi nói cho ông nghe nè. Bây giờ tôi giái ông là cái gì cho tôi làm ăn được. Ông lấy gì dẫn cái 5 tháng này tôi làm ăn có được không? Tại vì mày hổ. Tại cái miệng mày quá trời đi. Cái miệng mày là cái miệng ăn nghiêu nói sò, ăn ke nói chút, ăn bánh tráng mà mày nói bánh phồng, ăn bánh phồng mày nói bánh phồng tôm, mà mày ăn bánh phồng tôm mày nở nào nói bánh bông lan trứng muối. Là cái miệng của mày. Mà phù hộ cho mày. Bây giờ ông muốn sao? Trời đất ơi, nó nạt ông thổ địa luôn. Ông có muốn là ngày mai tôi dẹp luôn cái bàn thờ của ông không? Trời ơi. Thần thánh tao không tay đôi với mày. Thôi. Thần thánh đúng rồi. Thôi. Thần thánh đó là phải là người thứ ba xuất hiện. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ ông làm gì vậy? Gì vậy? Mọi người, tôi ở nhà một mình mà tại sao ban đêm ban hôm lại nghe tiếng chửi rủa lẫn nhau như vậy? Mày nghe thì kệ mày, ta đang chửi rủa mà. Nguyệt là xe riêng cho bọn nhỏ. À, bà xe riêng hả? Đúng rồi. Ờ, tôi, tại tôi ca xe cá viên chiên. Không, bà là xe đậu thai. Tôi cũng biết luôn. Bà Nguyệt, bà Nguyệt, bà Nguyệt. Bây giờ giúp mẹ đi. Chứ cái tôi này là tôi thấy nó ế lắm rồi. Ông Tơ nha, con khẩn cầu. Con ế lâu năm rồi, bà giờ con chưa có chồng. Là mong bà Nguyệt ông Tơ hãy xe duyên cho con một người tình trăm năm. Thôi, nói nghe nè con. Dạ sao? Khỏi lại mất công lắm rồi. Không ai dám chứng chuyện này đâu. Rồi con mà thằng nào mà ở hát nó mới lấy con. Đúng rồi. Nha. Bây giờ nè, để bà Nguyệt nói con nghe, con phải con gái. Cái mặt con hạo quá bé ơi. Nè, cái mặt con hạo quá. Tao muốn lấy chồng thì con phải tân trang cái nhan sắc con lên thì con mới có chồng được. Ôi trời đất ơi. Sao ai mà để con khô cá dứa trên đầu như vậy? Bây giờ nè. Không có tổn thương con. Bây giờ nè. Mình xấu, mình chịu mình xấu. Hiểu không? Cái mặt con phải xấu thường, xấu tệ. Thôi. Che lại nữa, che để cái máy em gì? Để nó che luôn cái mặt. Nè bà Nguyệt nói nhiều khi có che như vậy nè. Người đời nó không thấy cái mặt của con, nó mới dám cưới con thôi. Đúng rồi. Em xin đâu? Con như treo rèm vậy đó. Chứ bây giờ nói nè. Bây giờ muốn lấy chồng mà mặc đồ như cảnh sát vậy rồi ai mà lấy? Con gái mặc đồ như kiểu vậy bỏ cái phong cách. Con có đâu, con này là security. Mặc đồ. Ê, cảnh sát gì? Em xin rồi. Đâu được. Thưa quý vị, thử thách thứ ba vừa hoàn thành cùng với Tiêu Lên, Bảo Bảo và Thanh Hưng. Trời ơi trời. Tình huống mà lật ha, từ đi đá banh xong rồi mắt lé, mắt lát, rồi bắn cung ha, xong rồi qua cái gì
bà nội rồi mẹ gì chửi không? Cuối cùng là cô cá dứa. À, cá dứa. Ông Tư, bà Nguyễn. Ông Nguyễn, ông Địa nữa, ông Địa, ông Thần Tài nữa. Cầu hôn, cầu hồn gì mà cầu lên ông Thần Tài, Thổ Địa. Quá trời xuất sắc. Nhưng mà có một cái thắc mắc. Đó là những cái tình huống các bạn mang lại thì nó có cái thông điệp gì ở trong này muốn gửi đến cho mọi người không? Thông điệp của mình muốn gửi đến cho mọi người thì tụi mình đã làm một cái kịch bản rất là chỉnh chu. Muốn gửi lên cho mọi người là uống nước phải nhớ nguồn, con cái phải nghe lời cha mẹ. Có thờ, có thiên, có kiêng, có cử. Có thờ, có thiên, có kiêng, có cử. Dạ, quan trọng là không được làm tổn thương phụ nữ. À, không, cái đó. Dạ, đặc biệt là không được body shaming người khác. Đúng rồi. Không đúng có rồi. Đem cái tật của người ta ra đùa vào. Cái này là thời trang của người ta chứ không phải là security. Thiệt sự là ngày hôm nay ha, các bạn được thay đổi nhiều tình huống, nhưng mà các bạn mang đến quá nhiều thông điệp. Cho nên là tôi không biết là các bạn có cái thông điệp gì cụ thể. Tuy là hơi tham lam thiệt, nhưng mà thông minh, khéo léo, ứng biến rất là tài tình. Xin cảm ơn Thanh Hưng, Bảo Bảo và Dylan đã dành thời gian để cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình Tùy Cơ Ứng Biến. Chương trình Tùy Cơ Ứng Biến được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS và Sân Quốc kịch Quốc Thảo. Lịch phát sóng của chúng tôi vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. Hãy đón xem chúng tôi Tùy Cơ Ứng Biến, nơi mạnh bạo sáng tạo, phô diễn tài năng. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.